Đây là ná SK1 mini được sầu cover lock thiết kế, thân ná được làm từ chất liệu inox 304 không gỉ siêu bền, được cắt theo phương pháp CNC hiện đại nhất ở Việt Nam và được mài gia công tỉ mỉ. Rồi, hello, chào toàn thể anh em đến với kênh Sầu Ca Vlog nha anh em. Thì hôm nay Sầu Ca có mặt tại U Minh Thượng, Kiên Giang nha anh em. Thì hôm nay đi săn với Lưng Nhỏ Lại với Nhóc Huy. Thì hôm qua là Sầu Ca đi qua đây rồi. Thì đi qua bên đây thì dầm mưa quá trời luôn nè, muốn bệnh luôn. Thì hôm nay Sầu Ca rủ Lưng với Huy đi săn ở vòng vòng ở U Minh Thượng nè. Hôm nay Sầu Ca bắn cây tơ má nha. Bắn khổ 19, 12, 120 nha anh em. Bắn 17 nha. Đây, bắn chặt cột. Cột này là chắc còn được 115 vậy. Nhưng mà bắn rất là im. Thì nãy vô đây gần con thú bông mà nó bay tiêu. Giờ sẽ đợi lần tới Sầu Ca sẽ quay cho anh em coi nha. Nghe đầu nè. Hai em đang đợi Lưng như quay lại thì hai em tính thay dây nè, đứt dây nè. Bắn dây chơi nãy giờ đứt dây nè. Sầu Ca đang cột dây luôn, đang đợi. Xong phịt. Đây, đang cột dây. Thời gian chờ đợi cục dây. Sao láo cái Minh Châu kỳ quá. Nè, cái đầu kính Minh Châu. Đầu láo kính Minh Châu, Châu kia chứ. Còn Hy đâu? Hy nhà nó không chịu coi. Vậy là có hai anh em mình đó hả? Đó, ngồi thay dây ở đây bay lại gớt, bay lại gớt. Thì cháu uống nước dừa đó ba. Rồi gặp Lưng nè anh em. Chút nữa hai anh em mình đi săn. Hai con lận. Bụi chảy à. Lưng bắn kìa anh em. Kìa còn con nữa kìa, còn con mấy ngoài nữa kìa. Trời ơi, nó nghĩ nó sống như Sầu Ca quá lắm. À, còn con này nữa. Nữa nè. Dạ. Bắn lên đó. Dạ lâu lâu mới bắn được con. Dạ. Tiếp này mà kiếm nhiều kiếp. Làm sao sống nổi với. Làm sao sống nổi với Sầu Ca lóc bắn xiên luôn nè. Chết rồi anh em. Tới mái anh em. Xiên. Nè. Trời ơi, sát bên kìa, 4-5 con rồi đã ba. Đợi nghe, đợi cho nó ra sát bên luôn. Chị ăn đó rồi, nó chuyền vô con đội nữa, nó chuyền vô cái bình hả? Dạ, dạ. Đừng nhóm này nè. Chỗ này đứng, chỗ này nè, chỗ này đứng. Chỗ này nè đứng. Đó, nguyên nước rồi Lưng. Còn biệt nửa ký nha Lưng. Đó. Ngồi xuống đi. Kìa nguyên cái đầu kìa, thấy mình này. Kìa cái đầu kìa. Chứ coi Lưng. Nó thấy mình rồi. Quay kia được không? Ừ. Quay kia được không? Con này bự lắm anh em. Con này hơn nửa ký rồi. Nó tự trong cái tắc nó chạy ra tức. Rồi rồi, nghe nhất. Lưng bắn anh em.
Rồi xong. Dứt. Ê còn còn lưng ơi. Rồi chết rồi. Hay lắm lưng ơi. Chết rồi. Liều mình cho lưng luôn anh em. Này nè anh em. Dạ bếp. Có bắn bếp cô ơi. Anh em ơi. Không kinh nãy giờ anh em. Lưng hay lắm nè. Con này 17, 11, 2.4 nha mọi người. Nửa ký, con này nửa ký. Thấy không, em thấy không? Nửa ký. Nó đang thay lồng rồi nè. Đã. Cổ lên luôn rồi. Dạ. Rồi tiếp anh em. Quá đỉnh anh em ơi. Nè. À, xiên lá không nổi. Nó đậu ở đâu ạ? À? Quất nó đi. Con cu nè. Rớt cánh. Ghê trời. Có độ lùm luôn nè. Tặng ơi. Rồi lặng ơi. Ở đâu? Má trơn té đùng đi. Ở đâu? Ở đâu? Đó. Nghe chân chỗ cái cọc lục bình á, cái bộ bình ở cái thằng đó. Này hả? Dạ. Dạ. Tới luôn. Cái bộ bình ở cái thằng đó. Ủa? Bộ ở trước mặt này hả? Đúng rồi, nó dưới cây lá bầu á. Ở dưới đó đó. Anh dỡ cái cây đó lên rồi. Ừ. Ăn cu lặn trời. Ừ. Không thấy luôn. Cô. Đây nè nè nè, trời ơi. À chụp luôn. Chú này anh em. Chơi ná là không có phá nha. Phá là người ta quýnh á. Chơi ná là không có phá nha anh em. Bắn hai cái lật cho dễ. Nè lưng. Bỏ bịch chim luôn, bỏ bịch chim luôn. Em ngồi bánh, em kiếm. Nó trời, ui là trời. Em chọc mấy lưng. Con lãi kìa, cái đuôi kìa. Kìa, cái đuôi kìa. Kìa. Bay vô, bay vô. Bay vô, bay vô, bay vô. Sao sống dưới cái lưng? Chỉ nó không? Nó trong đây nè. Vô hả? Nằm dưới đây nè. Anh chặn cái đầu. Chụp nghe ba. Thì mới chụp lũi vô đó đó. Kìa kìa kìa. Kìa 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 kìa. Kìa. Á à, trời. Được ngắn nữa anh em. Lãi nghe anh em. Lãi hả? Ừ. Hay dữ trời. Anh em mình di chuyển mưa anh em. Cái sầu ca thấy ngắn lãi sầu ca kêu lưng. Lưng mặt thầy luôn. Nướng luôn. Được con nữa. Giờ đây giờ mưa nè. Giờ anh em mình giờ chỗ nè. Đã dữ trời. Lãi nó rõ ràng mà. Rồi xong với lưng rồi đó. Rồi anh em sáng hai anh em mình đi bắn hết một vòng ở trong vòng nhà của băng lưng. Sầu ca bắn tới má. Đây cho anh em coi. Đây. 8 em cu. 8 em cu. Con bẹp bẹp với con tu hú. Giờ đây sầu ca quay cho băng lưng bắn. Sầu ca bắn được mấy cu à. Đấy giờ đây mình xin tồn ở đây. Xin tồn. Buổi sáng tới chiều anh em mình mới đi chiến cái hú anh em ơi. Giờ anh em mình chụp hình xong rồi xin tồn tiếp. Rồi. Giờ để chụp hình đi. Tới má bắn tịch anh em. Tới má nha. Đó, giờ anh em chụp hình xong rồi, cái này đứng ăn nè. Có gì sầu ca sẽ quay về đem coi. Này. Sầu ca thì kiếm cây, sổ cu. Vô vườn tràm thì bao.
bạo cây. Dao siêu bén luôn. Hai que 8 con. Thêm que nhỏ nữa, mấy nhỏ hả? Thêm que nhỏ. Kiếm mấy cái thẳng thẳng. Này. Đấy. Rồi xong. Đây là nó bị lủng gì chứ. Mà anh nhẹ nữa nè. Đè này xuống. Đè cánh nó xuống. Mấy chim mập này thì có gì nè. Một sâu đó 4 con thôi. Sâu kia 4 con nữa. Cây sẵn luôn. Trời mới mưa hôm qua xong mà nhờ nắng được buổi sáng nha anh em. Giờ nó đang cũng chuyển quá trời mà không biết nướng chín không nữa này. Bây giờ là để gán nướng cho chín rồi quay cho anh em xem. Để hơi nữa tới gần chín rồi quay cho anh em xem. Rồi, nó chín đấy nè, nè trường chín đấy nè. Đây cho anh em coi. Gừng thì chuẩn bị muối. Đó, ngon chưa? Sâu chim này 2 tỷ nè. Chim này 2 tỷ nha anh em. Ngồi ăn thử nè, cái còn khỏi bầu bụng. Cu chín rồi đem lên rồi còn gắn con lưng. Chính mọi người. Đây, cho mọi người coi sâu chim 2 tỷ. Đây, sâu chim 2 tỷ. Rồi, dự bị ông đó luôn đi. Không, mình ăn con cu trước đi. Mà mình ăn cu trước nè, để cho kiếm con cu cho mọi người ăn nha. Không sọc ca dự bị con cu nha mọi người. Lấy con cu này đây, ít khác. Ôi, nó vàng ươm luôn. Con này thì khỏi nói rồi, mày. Bao ngon mọi người. Ngọt ngay liền. Chả. Ôi rồi, anh chấm lia lia quá ngon mà. Giờ héo rồi. Thấy không? Thấy. Rồi. Chiều đi chiến nữa. Chiều lấy ống cua nè. Ngon luôn rồi. Nướng vừa chín tới ngọt luôn rồi, mốt đừng nướng khô luôn rồi. Quá rồi. Lửa táp quá. Nó ngọt dưới trời. Ăn không ngớt luôn. Cảm giác này khó kiếm luôn nha anh em. Dễ rồi các bạn. Sướng luôn rồi. Ai đứa con đút đụng trong phim nữa, đút dao nữa. Đấy, mềm thấy không? Ngoài đời. Ăn gì là đã nhất. Nó sướng luôn rồi. Muối này gặp muối sinh tồn mà thêm chanh nữa, trời trời đầy đủ chưa ha, ớt hả? Ngon.
Ngọc hề. Ăn không kịp ngáp luôn. Thiệt mà. Mấy con cùi nướng vừa chín tới ngọt. Đây. Chiều mình đi bào tôi hút thôi. Mấy con cùi chiều nghỉ à. Dạ, thì bắn thì thôi. Với lại sáng mình đi bắn tôm hú cũng không có nhiều đâu. Chiều mới nhiều. Chiều là tôm hú bao.